Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì có thể bấm lại ngay một nút chuông và đăng ký bên cạnh. Chúng mình sẽ có rất là nhiều nội dung video hay và khác đang chờ các bạn ở phía sau nhé. Mỗi khi mà mình là một người mà nghe tới thương hiệu đồng hồ Canino thì ngay trong đầu của mình bất giác sẽ nghĩ tới ba nhận định. Thứ nhất là các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với chất lượng Thụy Sĩ nè. Thứ hai là hoàn thiện bên ngoài cực kỳ tuyệt vời luôn. Và thứ ba là mức giá của dòng đồng hồ Canino thì vô cùng là dễ dàng tiếp cận. Chắc chắn thì nhiều bạn cũng hơi thắc mắc là tại sao thương hiệu Thụy Sĩ Canino mà tại sao là ít người biết tới, phải gọi là bạn trẻ cũng ít ai mà biết cái thương hiệu này. Thì để lý giải cho vấn đề này thì mình đã tự đặt ra là hai lý do. Cái lý do thứ nhất á, là về thiết kế. Canino thì trước giờ thì họ luôn hướng tới một chiếc đồng hồ là Rolex, nhưng nó sẽ mang phong cách sang trọng cổ điển của vùng châu Âu và nó sẽ có pha một tí gì đó nó sự trầm tính của một quý ông, thì nó khác với những chiếc đồng hồ là casual watch hay là cái đồng hồ mà thể thao hay là thời trang hàng ngày anh em hay tìm đáp, thì nó sẽ khó tiếp cận hơn đối với những cái khách hàng là người trẻ. Nhưng ngược lại thì nó sẽ là gu của những người mà lớn tuổi hơn, hay là gu của những người mà gọi là cần một chiếc đồng hồ bình tĩnh trầm lắng. Rồi, ở video này thì để minh chứng cho những cái điều mình vừa nêu ra thì mình sẽ giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ Canino. Thì chiếc đồng hồ trên bàn này sẽ có mã là C4485-2. Thì chiếc đồng hồ này sẽ có gì hay, ngay bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thử nhé. Rồi, đầu tiên thì có thể nói là mình thực sự rất là may mắn, tại vì mình đã được trên tay cũng như là được tận mắt trải nghiệm là ba phiên bản đồng hồ này rồi. Đang có tại chủ hệ thống đồng hồ Triều nha, thì nó sẽ có phiên bản màu đen nè, trắng pha vàng champagne, và một phiên bản là màu bạc mà nó sẽ có những vần đen như là cái phần mà mình hay gọi là panda như thế này. Thì theo một số nguồn thông tin mới thì hình như là phiên bản này nó sẽ có thêm nhiều tiểu biến màu sắc nữa, nhìn nó sẽ sang trọng hơn, nó đặc biệt hơn. Tuy nhiên mỗi chiếc sẽ một vẻ, nhưng mà nó chỉ có duy nhất đem cho mình một cảm giác thôi, đó chính là cái cảm giác tuyệt vời trong phần thiết kế. Về thông số thiết kế thì ở chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có đường kính ngang xe mặt của nó rơi vào khoảng là 41mm nè, và độ dày của chiếc đồng hồ này khá là dày, nó nằm ở khoảng là 11mm. Với độ dày này thì nhiều bạn sẽ nghĩ đây là một chiếc đồng hồ máy cơ, nhưng mà không, đây là máy pin nha, không phải là máy cơ. Thì cái việc mà máy nó sẽ như thế nào thì tí nữa ở cuối video mình sẽ nói kỹ hơn cho các bạn, là khi mình ướm trên cổ tay 17.5 của mình rất là vừa vặn đấy. Và nếu mà chúng ta đang cần một chiếc đồng hồ để đi họp, gặp đối tác hay là chúng ta những cái người doanh nhân thì chiếc đồng hồ này mình cảm thấy vô cùng phù hợp luôn, bởi vì thiết kế tổng thể nó khá là sang. Cái phần vỏ chiếc đồng hồ á, tuy nhìn nó đơn giản thế này nhưng mà khi bạn rờ vào các bạn sẽ không thấy bất kỳ chi tiết kim loại nào có gọi là thừa đi nữa, thậm chí là những cái cạnh này vô cùng liền lạc và nó mịn màng luôn, nó không phải là quá là sắc cạnh. Tổng thể thì chiếc đồng hồ này mình cầm lên mình cảm thấy nó khá là dày. Chất lượng thép của Canino thì trước giờ là không có điều gì mà phải chê cả, mình luôn luôn thích chất liệu thép của Canino, rất là dày dặn, chắc chắn và gia công vô cùng là đẹp. Phần dây chiếc đồng hồ này thì mình thấy ở đây hình như kích thước bản dây của nó là 22mm, cho nên nếu bạn nào chúng ta có thể thay thổi theo cái phong cách chúng ta hàng ngày, nắp lưng này thì nó sẽ dạng là đóng rang ốc thôi. Phần bản khóa này thì mình cũng thấy ok, dạng khóa kim, nhưng mà nhìn bản khóa nó cũng tinh tế, nó không phải là quá là dày hay là bụi bặm gì cả. Rồi, phía trước chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ được trang bị một tấm kính sapphire, nhưng mà đây sẽ là tấm kính sapphire phẳng nha, không phải là tấm kính sapphire mà mo cong. Và mức độ chống nước của chiếc đồng hồ này sẽ đạt ở mức là 5 ATM, tương ứng khoảng là 50 mét nước. Nếu mà cái phần vỏ bên ngoài nó đơn giản như thế này thì phần mặt số chiếc đồng hồ nó sẽ rất là đặc biệt. Thì theo mình gọi vui á, thì mình gọi là Canino họ đãi chúng ta một cái buổi lẩu buffet. Bởi tại vì sao mà gọi là lẩu buffet, bởi vì nó rất có nhiều chi tiết để phân tích trên mặt số đồng hồ này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ thấy điểm nhấn chính của chiếc đồng hồ này là một cái ổ đĩa tròn ở vị trí góc khoảng là 12 nhìn xuống, thì đây sẽ là một ô kim phụ để nó chỉ là hôm nay là thứ bao nhiêu. Và tổng thể cái ô này á, nó sẽ có cái tông màu đen nè, và nó sẽ có cái họa tiết ẩn bên trong ở dạng là những cái nan hoa họ sẽ xếp chồng lên nhau, nhìn nó sẽ mô phỏng cái động cơ là tuabin của cái phần chiếc máy bay. Nửa phần rẽ ngoặt ngoài thì nó sẽ chia chúng ta là cái phần là vạch thứ. Ở vị trí 1 giờ thì các bạn sẽ có hai cửa sổ đây để chúng ta xem là hôm nay là ngày bao nhiêu. Kim giờ, kim phút trên chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có kiểu thiết kế là alpha, nhưng mà nó sẽ gấp đôi lại, nó sẽ tạo hiệu ứng ánh sáng khi chúng ta nhìn vào. 3 giờ nhìn vào thì các bạn sẽ thấy logo Canino dòng chữ sapphire và một cái ô kim phụ nhỏ phía dưới. Vị trí 6 giờ thì đây sẽ là một ô kim dây hiện hành, thì ô này cũng sự phối hợp giữa cái tông màu bạc đen đó, nó sẽ chỉ cho các bạn là bây giờ là dây bao nhiêu, và nó cũng có mô phỏng luôn là hình cái nan hoa giống như cái ô phía trên. Tổng thể thì những cái ô đĩa này được đặt ở trong một phần mặt DO cũng màu bạc.
và nó sẽ có cái họa tiết là Cloudy Spirit, một họa tiết khá là hay. Mình cực kỳ ấn tượng mặt số chiếc đồng hồ này, mặc dù nhìn nó cũng có vẻ như ở góc độ các bạn nhìn vào 2D á, thì nhìn nó sẽ không có gì gọi là đặc biệt lắm, nó sẽ phẳng luôn, nhìn nó cũng khá là gọi là thiết kế cân xứng. Nhưng mà khi các bạn nghiêng một xíu thì các bạn sẽ thấy những họa tiết này nó nổi lên rất là rõ ràng, rất là đẹp và trực quan. Đây là cái điểm mà mình cực kỳ yêu thích chiếc đồng hồ này ngay từ khi thời điểm mà mình nhìn thấy chiếc đồng hồ này đầu tiên rồi. Có một đặc điểm nữa mà trên mặt số chiếc đồng hồ sẽ không có mà nhiều anh em nhiều khi sẽ đòi hỏi, đó là dạ quang. Chiếc đồng hồ này không có dạ quang nhé, nó sẽ bỏ đi cái tính năng đó. Quay trở lại bộ máy thì chiếc đồng hồ này là đồ họa sĩ mà, cho nên bộ máy nó sẽ là một bộ máy switch hoàn toàn luôn, nhưng mà nó sẽ là một máy pin, không phải đồng hồ máy cơ. Thì lý giải cho đặc điểm này thì mình cảm thấy đối với chiếc đồng hồ này mình nghĩ là nên là máy pin hơn là máy cơ. Tại vì máy pin á thì các bạn có thể, nhà sản xuất họ có thể cân chỉnh cũng như là họ trang bị cho nó nhiều tính năng trên một cái phần mà bo mạch nó gọn gọn. Còn nếu mà chiếc đồng hồ này với những tính năng mình vừa nêu ra như là lịch thứ rẻ quạt nè, lịch ngày nằm lệch phía này nè, hay là ô kim giây hành thế này, thì đôi khi là đồng hồ máy cơ bộ máy sẽ dày hơn và nó sẽ khó vận hành, khó bảo trì hơn. Đôi khi là những cái chấn động nhỏ thôi cũng thể gây tổn hại bên trong của nó. Thì cái việc mà sử dụng một chiếc đồng hồ đẹp mà máy cơ mà không bền bỉ lắm thì mình cũng hơi e dè một xíu. Đấy, còn đồng hồ thụy sĩ máy cơ có bền hay không thì hôm nào mình sẽ phân tích thử nhé. Và đó là một thông tin mình nói sơ qua về phiên bản đồng hồ Canino có mã là C4485-2 này. Các bạn có thích chiếc đồng hồ này không? Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi khác hay là các bạn có nhận định khác về chiếc đồng hồ này thì có thể comment để lại mình phía dưới. Còn nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay và hữu ích thì đừng quên bấm mình like, share cho bạn, nút chuông và nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những video mới nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.